những cái turn xem timeline rất chuẩn xác và phán đoán được ý đồ chiến thuật của BB. Và gọi là những cái turn hack não đến từ game thủ Van Lớp và khắc chế BB hoàn toàn trong chiến thuật đánh thẳng cung A. Xin cảm ơn Chính Phạm đã gửi tặng cho Van Lớp 110 sao. Vâng, xin cảm ơn Chính Phạm rất nhiều. Vâng, Chính Phạm mà là fan cứng cộng 2 và cũng là một gương mặt cực kỳ thân quen đối với tất cả các game thủ. Ở trong cái thể loại solo thì gần như được cũng không phải là chim lợn đâu các bạn ạ. Vâng, đấy là do Van Lớp thôi, chẳng qua là mình là người cầm mic thì mình bình luận thì mình đọc hộ cho Van Lớp thôi. Chứ còn Van Lớp là người luôn luôn đi trước các bình luận viên một bước rồi. Mình thì cầm mic thì mình hiểu Van Lớp nghĩ gì trong đầu thì mình nói ra qua mic cho anh em thôi, còn Van Lớp thì là người tập trung chơi. Yes. Và chúng ta đến cả trận đấu thứ ba. Yamoto và Foresian. Foresian nó có cái gì đấy, nó có lợi hơn Yamoto một chút về cái lạc đà nó hơi khắc chế và cái chuyển quân của Foresian từ chém chuyển sang cung nó là rất nhanh. Vâng, đối đầu với cả Yamoto đấy là hàng tuyển. Là tỷ số trong trận đấu thứ nhất. Hiện tại thì Van Lớp vẫn đang chiếm thế ưu 2-0 dành cho game thủ Van Lớp. Cố một trận đấu nữa. Trong trận đấu này thì mình nghĩ rằng là Van Lớp sẽ phải vượt khó về mặt quân một chút. Quân của chúng ta cũng là hàng tuyển, bên đội bạn cũng là hàng tuyển và bên đội bạn có độ khắc. Với lối đánh của Yamoto đối đầu với Foresian, thường thì chúng ta sẽ liên tưởng tới những cái chiến thuật ví dụ như là đánh chém, chắc nhà và sau đó thì chuyển được cung A, kẹp cung A. Nhưng nói gì thì nói, Fo với những cái lợi thế ban đầu, người ta ép đời cũng không hề kém Yamoto và đặc biệt lực Fo lên xong rất khỏe, người ta có thể nâng cấp công nghệ cũng như là chuyển kẹp cùng giờ rất nhanh nếu như thời điểm đầu họ đánh chém lạc đà để khắc chế chém của Yamoto. Trong cuộc đối đầu solo này thì đôi lúc các game thủ người ta sẽ phải hack não nhau, hoặc Van Lớp sẽ đánh thẳng cung A hay là đánh chém chuyển cung A, là tùy theo cái khả năng phán đoán BB đánh cái gì. Nếu như mà BB đánh trâu chém, ví dụ như con ngựa giò nâng cấp công 2 giáp 2, Van Lớp rơi một thấy khung nhà đánh A thì sẽ là hợp lý. Nhưng nếu như người ta đánh thẳng khung giờ mà mình đánh thẳng A thì đấy đôi lúc sẽ làm cái đòn tự sát rất nhanh, tự mình giết mình. Vì Foresian là một loại quân ép đời nó quá tởm rồi, người ta lên xong ta đánh 5 BA không hề khó ở trong cái map solo. Xin chào bạn Nguyễn Trung Lý. Vâng, tài nguyên của Van Lớp thêm được một chút nữa rồi, mình chỉ nói sử dụng một chút thôi, tránh cái âm lượng nó vọng sang bên kia. Vâng, xin chào bạn Hoàng Bảo Long. Vâng, xin cảm ơn bạn Nguyễn Trung Lý. Những thời gian rảnh rỗi thì chúng ta có thể ủng hộ cho Van Lớp, cùng chia sẻ cho Van Lớp. Vâng, mình xin phép 30 giây cho anh em đã, thì mình cũng chia sẻ ủng hộ cho người em của mình. Chứ có bao nhiêu hội nhóm thì mình cứ chia sẻ hết vào đấy. Và cái kinh nghiệm chia sẻ của mình hàng tháng rồi này, nó chính là cứ mỗi một nhóm chúng ta sẽ thêm một dấu chấm dấu phẩy, chúng ta sẽ tránh được lỗi spam. Ngày nào chúng ta cũng có thể chia sẻ ủng hộ các game thủ của mình một cách thoải mái. Xin phép anh em 30 giây đấy nhá. I saw all the mods.
Đáng yêu quý em mình thì rất là đơn giản thôi, bật điện thoại lên 30 giây là xong. Còn các bạn mà đã có điện thoại sẵn rồi, đang vào Facebook và đang xem sẵn rồi thì các bạn chỉ có mất 5 đến 7 giây thôi. Đấy là cái cách mà chúng ta ủng hộ và quý mến các game thủ. Đấy là một con đường dài để cho các game thủ gắn với cả nghiệp AOE. Sau này hy vọng là các game thủ của chúng ta sẽ có ổn định về kinh tế, có xem thu thập về kinh tế và chúng ta sẽ lo lắng được công việc gia đình và chúng ta vẫn có thể chơi và ủng hộ cho khán giả, cho những trận đấu gọi là hay để cho quý vị khán giả được xem mãn nhãn được. Nói chung là bây giờ thì AOE nó rất là thiết thực, nó đem lại cái nguồn doanh thu. Và bây giờ thì gia đình, vợ con, mọi người đều đang ủng hộ tất cả các game thủ. Và đây là một cái nghề rất là tuyệt vời. Giá như mà 20 năm trước mà có cái nghề này thì có lẽ là mình sẽ rất ổn định về vấn đề kinh tế cho gia đình, sinh ra không gặp thời. Công Tuấn Bút đã xem lớp cầu voi còn căng thẳng ạ. Căng lắm, căng như dây đàn, lúc nào cũng căng. Mặc dù là nhiều lúc mà uống bia uống rượu với cả lớp, những hôm demo kia khoát cũng bảo ban lớp là em làm sao em phải cầu voi cho anh, nó phải mượt mà làm sao nó có cái cảm giác nó an tâm một tí. Nhưng mà cái thao tác của ban lớp nó luôn luôn là như thế. Gặp luôn kìa, vừa gặp nha bãi quả em ơi, nhìn thấy rồi đấy, bên trái thấy cái màu rồi đấy. Không biết nhà bi và khả năng nhà bi sẽ hướng từ con ngựa giò này khả năng hướng 2 giờ. Nói chung là nhà họ càng xa càng tốt, nó đúng 2 giờ luôn. Bi đóng một BS, một cái BG. Lực bi cũng không phải là quá khỏe đâu. Nhưng mà đây là có loại quân Phoenician, người ta có thể khắc chế được những cái bài mà phải đóng nhiều BG và BS xa. Thì Phoenician người ta khỏe gỗ lắm. Nhưng ít ra thì chúng ta đang có những cái dấu hiệu tốt để chúng ta phát huy được cái chiến thuật của mình. Chứ bài Phoenician mà thực sự mà người ta mắc binh thì đấy là một cái thế trận mà thuộc dạng tương đối khoai đấy. Trận đấu này thì van lớp của chúng ta là người lên đời sớm hơn và là người chủ động phi công. Chúng ta nổ được cái địa chỉ của họ, còn họ thì chưa nổ được cái địa chỉ gì cả. Đánh lạc đà thủ trước, rất chuẩn bài từ bi. Bài càng yếu thì càng phải đánh lạc đà thủ ở nhà thời điểm bắt đầu. Làm sao mà Phoenician người ta phải giữ được lượng dân, người ta có lực, người ta ra ruộng và người ta chuyển công nghệ, nâng cấp bánh xe và chuyển kẹp cung giờ sau. Còn vấn đề là van lớp thì chuyển được hay không thôi. Những tên xem tham bài rất nhanh mà mình cũng chưa soi được cái chỉ số cụ thể. Bi bao nhiêu dân và bi đang đào được bao nhiêu vàng. Và xin cảm ơn Vũ Đại gửi tặng cho van lớp 100 sao. Vâng, Hắc Hổ có hỏi mình trước cũng là game thủ phải không? Chính xác là mình là game thủ, mình là từng là đội trưởng của Game TV và từng là đội trưởng của team Hà Nội. Nói chung là đội trưởng của rất nhiều team. Nhưng hai clan mạnh nhất thời điểm ban đầu đó chính là Game TV và cũng như là Hà Nội đều là do mình cả. Đấy, xin chào gương mặt thân quen Comeback. Comeback, một cái nickname rất giống Hoàng Mai Nhi thời điểm đầu tiên mà Hoàng Mai Nhi đánh trên CGA. Vâng, đợt này thì mình cũng đang bận một chút công việc riêng cá nhân, mình cũng xin phép công ty và lúc nào mình rảnh rỗi thì mình sẽ phục vụ được anh em. Nói chung là bình luận thì cũng thích lắm, nhưng mà vấn đề là mình làm sao mà cơ cấu được công việc, mọi thứ nó ổn định. Cả hai bên đều đánh khá chuẩn bài, van lớp thì đánh chém. Và khi van lớp đã tận dụng được cái lợi thế lên đời sớm hơn thì van lớp đã chuyển cung rất nhanh, đánh rất chuẩn. Vì những thời điểm ban đầu bài lực yếu đánh thủ luật đà để giữ dân. Đến thời điểm này thì chúng ta có thể nói thẳng luôn là form nhà của van lớp cực kỳ đẹp. Vâng, xin chào Văn Quyết nhá. Vâng, Alpha Việt Nam. Tên rất, tên cực kỳ thân quen đối với mình. Xin chào toàn ly. Xin cảm ơn Nguyễn Văn Nhất là người chia sẻ. Và xin chào Nguyễn Văn Nhất. Và Nguyễn Văn Nhất gửi lời chào tới anh lớp.
À, những cái turn mà tì đè của Bi khi mà Van Lớp chuyển cung A đã qua rồi, thì bây giờ thì Van Lớp sẽ là người tổng phản công. Bi sẽ là người chuyển được cung A chưa, hay là chuyển cung giờ chưa, hay chỉ là lạc đà thôi. Nếu mà BB chỉ là người châu lạc đà thì Van Lớp nên giữ chém đi kèm cái cung mình nó thật chính xác, bỏ đào vàng và có lẽ là đang có dấu hiệu và chuyển sang cung giờ. Đúng là chuyển sang cung giờ rồi. Số lượng quân của chúng ta cũng chưa nhiều, và cái tơ này thì chúng ta cũng không thể nói trước được cái điều gì cả. Chúng ta phải chắc chiu giữ chém đi mặt cung ạ. Và đẩy quân lên liên tục. Đừng có vào sâu quá nha, vào sâu quá là dính bẫy. Khi quân của chúng ta là chưa đủ, chưa dám chắc được cái tơ này. Chúng ta đứng ốp A thôi cũng là tươi rồi. Và chúng ta chờ những cái tơn quân mà tung đẩy lên. Nó lọt sâu vào quá thì những cái tơn BA nở ra. BB có thể cân bằng được số lượng quân và BB có thể úp sọt ngay. Chúng ta không vội vàng. Đây là những tơn khá quan trọng. Chém đảo, chém giữ mặt, cản mặt, bảo kê cho cung A và làm sao chúng ta tụ quân được dần dần. Giữ chém qua lại em ơi, không nên để cung A đi một mình nha. Và Van Lớp đang có những cái thế gọi là tươi hơn, ưu hơn rất nhiều. Đến thời điểm này thì cung A của chúng ta đẩy lên, quân tiếp viện lên là đã khá nhiều, đã áp đảo được BB rồi. Thì bây giờ thì chúng ta việc xông vào cũng không hề ngán nữa. Và chúng ta thích thì chúng ta có thể đẩy vào được cái tơn này. Tơn đầu thì chúng ta nhất định tí chiếm thế ưu đã cho nó chắc ăn về mặt chiến thuật. Rồi Bi vẫn đang sắp đều tơn từ giờ. Đến thời điểm này thì Bi sẽ yếu lực. Bi đang gom dân chạy. Và tỷ số là 3-0 trong C đấu đầu tiên dành cho Van Lớp. Xin chúc mừng Van Lớp đang đối đầu với một BB số má của Việt Nam. Nhưng BB đã để thua Van Lớp với tỷ số là 0-3 trong C đấu đầu tiên. Và chúng ta có thể thấy hay, chúng ta có thể thấy thích, và chúng ta có thể là ủng hộ, động viên cho Van Lớp bằng cách like và chia sẻ thật nhiệt tình cho Van Lớp. Đúng là lâu lâu thì mình cũng cầm mic, mình bình luận phục vụ anh em, phục vụ cho cái niềm đam mê của chính mình. Những thời điểm ban đầu thì mình cầm mic, mình phục vụ và mình bình luận cho Van Lớp sướng lắm. Anh em ủng hộ cho Van Lớp nhiệt tình lắm. Gần như buổi nào anh em cũng ủng hộ cho Van Lớp của chúng ta hơn 1k5 chia sẻ. Đấy là cái điều kiện để cho một Van Lớp có một cái gì đấy gọi là ổn định đối với việc hợp tác của Facebook Gaming. Rất mong quý vị khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ Van Lớp thật nhiệt tình hơn nữa.